xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp, thì Cường lấy được một ngày nghỉ ra để clean up cái backyard của mình, và đồng thời Cường cũng sẵn clean cái hồ cá khôi cũng như các anh chị và các bạn ở đằng sau mình. Thì cái hồ cá khôi, từ ngày mình về đây, hai vợ chồng mình đào cái hồ cá khôi nuôi cũng được 20 năm nay. Thì ngày hôm qua mình đi làm về, ra ngoài vườn đây mình coi cho cá ăn, thì mình thấy cá đã chết rất là nhiều. Có lẽ là vì lý do là nước nó quá dơi, mà lâu quá rồi Cường không có clean up nó, cho nên nó bị trúng độc cũng như ammonia. Thành ra thì sẵn luôn bây giờ Cường hôm nay Cường lấy một ngày nghỉ để clean cái hồ cá khôi của mình. Thì Cường xin mời các anh chị và các bạn hãy theo dõi cái video này và coi cái hồ cá khôi của mình. Và hy vọng là hôm nay trời rất là đẹp và rất là nóng, thì Cường cũng muốn clean cho nó sạch sẽ để kịp trong hôm hồi 2-3 ngày tới thì thời tiết nó sẽ bắt đầu dịu nóng lại, thì hơi lạnh cho nhảy vô hồ để clean up. Thì mời các anh chị xem cái video này. Thì mình cũng có hai đứa con trai của mình ra giúp ngày qua để clean up cái hồ sơ đây. Hồ này thì cũng khoảng được nói chung là khoảng 4.5 feet chiều sâu các bạn, thì bề dài cũng đâu cũng gần 20 feet. Thì đây là hồ cá khôi mà từ ngày mình mua về thì hai vợ chồng mình đào và làm luôn, tự làm. Tuy rằng không có xuất sắc đẹp như những hồ professional, nhưng cũng cho mình enjoy cũng được. Một cái miếng đó, cái tấm bạc đó màu đen đó, mình che ở phần trên để tránh nắng bị vào hồ, thì nó sẽ có sinh ra rất nhiều algae, và đồng thời cũng tránh bớt những cái chất dơ, những con chim như là con cò thường hay xuống đây để ăn cá của mình, cho nên mình che cho nó lại vào cái mùa đông hay mùa hè. Còn mùa đông thì mình thường thường mình tháo xuống. Ok, thì mình sẽ xuống hồ đây, mình sẽ chà những cái rong xanh này, cái chất dơ này nha. Ok, mình vừa chà cái hồ cho sạch và đồng thời cũng vừa hút nước đi ra để đổ ra ngoài vườn bông của mình. Thì mình vẫn còn cá ở dưới đây và ba con, nhưng mà bây giờ nước dơ quá mình tìm không được, cho nên một hồng sẽ khi nước cạn xuống là mình vớt nó ra.
chơi hồ cá kho này rất là nhiều việc làm nha các anh chị. Mỗi năm phải clean là mình càng ngày mình càng lớn tuổi rồi, rất là mệt, khiên rất là mệt. Hên là cũng có hai đứa con nó giúp mình, nhưng mà cũng gần xong rồi. Hồ nước dơ đã rửa lấy ra, bây giờ mình đã rửa sơ lại một thêm một lần nữa. Với con trai mình giúp mình để chà cái rong á bám vào cái hồ. Tuy nhiên hồ cá khô các bạn không nên rửa quá sạch, phải có một chút xíu rong trở lại để lại để cho cá nó được và nước nó sẽ tốt hơn khi mình đổ cái nước mới vào. Thì bây giờ mình chỉ chà sơ thôi, rồi mình sẽ hút cái nước ra thêm một lần nữa, rồi bắt đầu mình đổ cái nước mới vô, chạy trong cái hồ này khoảng một ngày trời thì mình bắt đầu bỏ cá vào. Tại sao mình phải chạy bỏ một ngày trời? Để cho nước nó được bay. Thường nước ở thành phố thành ra nó có chất chemical ở trong, cho nên mình phải cho nó chạy điều hòa một ngày để bốc hơi những cái hơi chemical đó ra, để tốt cho cá. Không, mình không nên bỏ nước vô rồi mình bỏ cá vô liền, có thể ảnh hưởng cá mình có thể chết. Cho nên mình sẽ để một ngày sau mình mới bỏ cá vào. Thì các bạn cũng biết là mình hồ cá này mình có cá rất là nhiều lắm, nhưng mà tiếc thay là mình không có giữ kỹ nó, cho nên vừa rồi cá chết quá. Cho nên bây giờ mình phải rửa lại sạch, mỗi năm mình phải rửa một lần, ít nhất một lần. Còn nếu mà các bạn nào mà tốt và kỹ lên thì đầu tháng 4 hoặc là giữa tháng 4 rửa một lần, rồi khoảng tháng 9 rửa thêm một lần nữa là tốt nhất. Nhưng mà mình không có thời gian càng thì mình rửa mỗi năm một lần thôi. Tuy nhiên cách khoảng một tháng hoặc là ba tuần mình rảnh mình rút nước ra một mới, đổ nước mới vào thì nó cũng ổn. Ok, thì mời các bạn xem tiếp theo cái video này. Xin chào tất cả các anh chị các bạn. Hồ nước, cái hồ cá của mình là ready cho bỏ cá xuống dưới rồi. Nước đã fill hồi ngày hôm qua thì cũng được 24 tiếng đồng hồ, nó đã chảy rất là thông suốt. Mình bỏ một chút xíu nước xanh vô trong cái hồ để cho nó bị cái khi mà nắng gội xuống nó bị bớt algae một chút xíu. Hiện bây giờ thì đây là trong đây là có một số cá, khoảng mười mấy con cá của mình đã vớt ra trong cái hồ. Thì bây giờ mình sẽ transfer cái con mấy con cá này xuống cái hồ lớn của mình nha. Đây con cá cưng của mình đây. Trong đây có rất nhiều con mà mình ép nó vào mấy năm về trước. Như con này là mình cũng ép nó mấy năm về trước, thì mình thích ép mấy con cá này lắm, thì cũng bán được chút đỉnh. Thực ra là ép cho nó vui thôi, chứ cũng không phải là chuyên môn cái gì. Đây con cá mình vớt ở trong hồ của mình, con này cũng được 2 năm nay. Thì trước khi mình vớt con cá này mình có thể bỏ vô, nhưng mà mình có thể lấy một chút xíu nước, từ từ lấy nước cái trong hồ, nước mới của trong hồ nè, để pha đều với cái nước cũ để cho cá nó quen thuộc với cái nước này, rồi từ từ mình vớt nó ra. Thay vì cái nước cũ của mình dơ thì bắt đầu mình tắt nó ra. Các bạn cũng thấy cái hồ của mình nó không được trong lắm, tại vì mình có bỏ một cái chút nước xanh đó để làm cho cái hồ nó bớt eo trì lại một chút xíu, nhất là vào mùa hè. Wow,
Đây con cá cưng của mình đây, màu rất là đẹp, đỏ cam và xám. Con này cũng 5-6 năm nay rồi các bạn. Ok, vớt nguyên con vớt là bỏ vô hồ nha. Yeah. There we go, beautiful. Bắt nó ra các con, bắt nó ra mình để biết con vớt ngủ vô hồ. Đó, con nó làm cho nó đó. Tinh tăng. Oh, nice. Ooh. Not a big one. Not a big one. Big one, baby. Got one, Chris. Oh, Christmas. Oh yeah, I just found that one. It's trying to move, bro. Oh, master. Ooh, watch out for the jump. Gone, gone. I think that's the baby of my fish, though, right? I'm not sure. Yeah, maybe. He's jumping. Nice fish. Okay. My passport is expired. So it is technically mom's. So I don't really have control over it until I get a renewed passport. Yes. I want to kind of like with my face and stuff. I'm gonna slow down. Fish doesn't like me. I know. But Dad wanted me to slow down, so this one. Okay, push it up. That one? Some water in there? Yeah, that's good. There you see that one. Put on water, put in the water. There you go. Nice. Use two hands. One hand cover his face. That's what I'm trying, but he won't. There you go. Turn around, yeah. No, you have to. They're happy, John. Look at that. Chris, dang it. Not like it's your fault. Oh, nice, dude. See, master, Dad. I was saying, nothing gets past Chris. So this fish is moving. Gotta calm down. Guys,
just barely missing. Oh, yes. Nice one. Oh! Nice backup. Should I just put it in the thing? You put the bucket closer, down water. Yeah, put it there, you go. Oh, just put the net deeper in. He's just trying to get out. Where did they come to you, sir? Well, you know, maybe I should just put this four out. I'm not sure. Where will you at? Not sure. Where you can go? Sorry. Oh, two free ones right below me. I didn't even see. So, Doctor Strange, the mama. I have a bargain. I said, ow, ow. What was that? Was that magic? Never. Oh, come on. Look at that, yeah. That's how you do. And let them go automatically. Sometimes they will come out. There you go. Wow, nice one. Đẹp không? Beautiful. Đẹp quá con. There's two. Nice. They've lost two. Bro, there's one fish that can go. Bây giờ cho nó ăn nè. Mấy con cá dễ thương của mình đây. Cá trắng đen là đẹp lắm rồi. Rất là dễ thương. Nếu mà các anh chị nha, các bạn nào mà chưa chơi cá khôi thì nên vì research trên mạng kỹ lưỡng trước khi mình đầu tư vào cái hobby này. Cái hobby này cũng rất là đắt tiền và rất là cực. Nói chung mình chơi còn trả tuổi chứ mà khoảng hàng như mình 50 là bắt đầu hơi cực rồi đó nha các bạn. Các bạn cũng thấy là thay nước nè, rồi vớt ra vớt vô cũng là một cái vấn đề, nhưng trái lại thì nó cho mình được những thời gian rất là thú vị và rất là an nhàn. Mình rất là mê cá, lúc trước mình có 3-4 cái hồ cá ở ngoài, hiện bây giờ mình vẫn còn 3 cái hồ cá ở ngoài, 2 hồ cá ở bên trong nhà. Đó là những cái gì mà mình thích nhất, mà mình thích chơi ra cá từ nhỏ tới lớn. Ok thì hẹn lại các anh chị.